tất cả mọi người phụ nữ trên đời này là má em chỉ khen có một người thôi, là Lưu Diệc Phi thôi. Còn ngoài ra là bất cứ ai má cũng tìm cho một cái chỗ nào xấu để má chê. Em mới lên kế hoạch, em dụ ảnh là chút ảnh rượu sai, ảnh không uống rượu được. Anh uống chừng một chai là ảnh quắt rồi. Mà ngờ đâu ảnh không có sai, mà anh còn để không tới tóc em nữa. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.